Đấy, mình sẽ đưa các bạn đi thăm bác thợ đây, trải nghiệm thực tế cái móc vít rút của bên mình. Đấy, bác cái làm tay rất là nhẹ nhàng. Mới buộc được có 10 nút thôi nhưng mà trải nghiệm của bác thợ đã rất là mềm mại, quen tay buộc đâu ra đấy. Đấy, khi đã quen tay rồi thì rất là đơn giản. Mới đầu thì hơi có vẻ ngượng một tí nhưng mà quen rồi thì rất là ngon. Đấy, các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ với mình, Phạm Huấn. Zalo là 0936862368, mình ship hàng toàn quốc. Đấy, các anh em thợ xây mới vào nghề mà muốn trải nghiệm cái dòng sản phẩm này thì cũng có thể liên hệ để mình tư vấn. Anh em nào muốn làm đại lý xỉ lẻ về dòng sản phẩm này thì cũng cứ liên hệ với mình. Đấy, để mình tư vấn cho các bạn. Đấy, cái móc rút đa năng này thì rất là hay luôn, các bạn sử dụng rất là ok luôn. Đấy, các bạn nghe cái tiếng nó ra rất là êm, thợ làm rất là chuyên nghiệp luôn, mới nhưng mà cũng đã sử dụng rất là mềm mại. Đấy, đó các bạn thấy không ạ? Cái này mà các bạn làm sắt mái thì đã được định hình rồi, mà kể cả sử dụng cái con kê của bên mình nữa, đưa vào thì rất là ngon luôn, mái phẳng buộc sắc nét.